sám hối tạm biệt tội. Cầm cái tay bông văn minh đại một tiền kiên văn dây tinh tân đồng sanh cực lạc quốc kiên văn liêu sanh tử như Phật độ chức thiết vô biên phiền não đoạn vô lượng khắp môn tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khai kinh kệ vô thường thâm thâm bi diệu pháp ba thiên vạn kiếp nan tao mộ ngã kim kiên tỳ bà đa châu lời bàn đà già nan đà nan đà na hầu la kiều phạm ba đề tâm đầu lô ba la tòa ca lưu kim tăng na ba con na nâu lâu đà như thị thân chư đại đệ tứ tích chư bồ tát ma ha tát văn thù sư lợi pháp vương Bát Cần Đà Ha Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát Như Thị Đăng Chư Sao Sa Tử Tùng Bị Tây Thương Quá Thế Giới Danh Biết Cực Lạc Kỳ Độ Hữu Phật Hiệu A Di Đà Kim Liên Tài đang thân thân tùng đa văn thân tùng hẹn tỏ giai thị tư báo châu trác ly nhiều thị cô bi quốc danh đi cực là thư xa lợi tử theo thị ba công đức. Văn minh đại một tiền kiên văn dây tinh tấn đồng sanh cực lạc quốc kiên văn liêu sanh tử như Phật độ chức thiết vô biên phiền não đoạn vô lượng khắp môn tu thể nguyện độ chúng sanh tam giá quán tu cúng dường trường ngũ giá tỳ công đức lục giá thanh viên pháp luân thất giá thanh Phật bồ thơ tác giả tưởng thủy Phật cập cứu giả hoàn tịnh hồi hương đồng rừng công đức thù thánh hạnh vô biên thánh phước giai hồi hương khổ nguyện bát giới trừ chúng sanh tóc vang vô lượng quang Phật sát nguyện phiêu tăng thi thánh đương hiện chúng thanh thông đi đại chúng nhất thiết vô ngại nguyện đem công đức này hướng về căn tâm cả đệ tử và chúng sanh Tao a phục nhi Phật quán từ tâm khai tam sửa chia pháp thân phụng di quy hạ tu thiện nguyện
Kim mô a tay cây chú yêu nữ tăng ngập quyến chi tăng ngập thủy hương tăng kim thủy vị tăng ngập thường anh thiên thế tăng thủy ngập thủy gia đình phụng qua tua thiết cúng cúng kinh thủy tán phụng vị hương linh thân thượng sơ ơi xin tôi đây xong tôi tên Nam. Tôi xin đại diện cho các bạn của Thúy ở trường trung học, gồm có anh chị Đỗ Xuân Hòa, chị Bích và xã tôi là Kim Nga, bạn học của chị Thúy ngày xưa. Xin thành thật chia buồn cùng chị và cầu chúc hương linh anh sớm về miền Tổ quốc. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn cô, chị Thúy và tất cả các quý vị có mặt ngày hôm nay, bạn bè thân thiết và thân nhân của Lộc. Tôi xin đại diện khóa 19 người để có đôi lời chia phân ưu cùng chị. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ đó là được không sao chị, thì tầm mấy chục năm rồi thì giờ nhìn khổ chứ không sao. Như theo chúng tôi đó thì biết anh Lộc cũng đã hơn 50 năm rồi, nhưng mà gần gũi với nhau đó thì như chị biết là mình cũng thân thiết với nhau được hơn 40 năm nay. Thì thời gian mình ở bên Chicago đó thì gia đình chị với gia đình tôi rất là mật thiết, với cháu này cũng biết chú với con. Lúc mà anh Lộc năm ngoái đó, có gặp năm trước đó, thì có gặp anh Lộc thì có nói chuyện rất nhiều. Và khi mà anh Lộc qua được tin chị cho biết là Lộc ra đi đó, thì tôi này rất là cả ngàn, không có ngờ là Lộc ra đi sớm như vậy. Nhưng mà theo những cái như là tâm sự của anh là Lộc đối với chúng tôi đó, thì đó là một cái sự giải thoát là anh Lộc, để anh Lộc được yên nghỉ. Hôm nay, ngày hôm nay thì tôi cũng có xin đại diện em, trước là phân ưu chị, nhưng mà cũng có một cái lời nói là được anh Lộc được siêu thoát, được an nghỉ, và giống như là ước nguyện thành từ trước nói với chúng tôi. Cảm ơn chị và tất cả gia đình. Rồi chị Lộc sẽ đi trước, cảm ơn với là cháu nhà Hương. Chị là cháu Hương với chị đi trước. Và sau khi chị Lộc thả cái tro này, tức là anh Lộc xuống với biển cả, thì quý vị thầy mỗi ngày mỗi năm học chị Lộc. Xin nhắc lại là sau khi chị rồi, những gì thuộc tứ đại trả về cho tứ đại. Ok, mời chú, mời chị, anh chị Lộc và cháu phải ra cô đàm. Đây là giờ phút anh Trần Minh Lộc, người bạn của chúng ta, bắt đầu trở về với biển cả. Anh Trần Minh Lộc là cựu sĩ quan Hải quân khóa 19, Hải quân đại úy Trần Minh Lộc, cựu sĩ quan Hải quân khóa 19 Nha Trang, chính thức trở về biển cả. Trở về với mẹ đại dương. Trở về với mẹ đại dương. Mời quý vị thả bông xuống để tiễn đưa anh Lộc. Mời quý vị thả bông xuống. Rồi quý vị có thể moi xuống đi. Tất cả là ném moi không ạ? Bye anh Lộc. We love you. Bố ơi, bố là ngọn đuốc soi đường cho các con.
cảm ơn Bộ trong suốt 40 năm vừa qua. Bộ đã hướng dẫn, soi đường, dẫn dắt cho các con thành công thành đạt như ngày hôm nay. Anh đã cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận một người con lo lắng cho ba ở Việt Nam. Nhưng rất tiếc anh lại ra đi trước ba. Cảm ơn chị Hai, anh Hai Chánh, gia đình Hai Chánh và tất cả các cháu. Và sau đó cảm ơn anh Trần Trung Việt và anh Minh và bản thân của anh Lộc và tất cả những anh em hải quân rồi quân khóa 19 và tất cả ngoài khóa hôm nay bỏ chút thời gian đến chia buồn cùng gia đình chúng tôi. Xin thành thật cảm ơn tất cả anh em. Nên hôm nay đưa tiễn anh Lộc ra ngoài biển thì tôi đến đây để tiễn đưa ông anh. Thì tôi rất là thương ông anh của tôi. Ông là một người rất là có hiếu với gia đình. Ảnh luôn luôn lo cho anh em và cha mẹ của tôi. Nhưng mà bây giờ ông già thì còn, nhưng mà ảnh thì ra đi, thì tôi rất là thương tiếc ảnh. Cái niềm nối tiếc của tôi là những cái buổi tiệc không có mặt chị cũng như anh Lộc là một điều mất mát cho tất cả anh em chúng tôi. Tôi xin chấm chị nha. Tôi không biết nói gì hơn là ngày hôm qua tôi đã tới rồi. Mình đến bỗng như không thấy ai hết trơn. Và chắc là tôi không biết là thế nào. Nhưng mà xong rồi sau đó tôi gọi điện thoại cho anh Quang. Thì được biết là ngày hôm nay mới là cái ngày chạy cho. May mắn, tôi thành thực cảm ơn chị. Cảm ơn.